Hoàng Tú trân trọng kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với buổi giới thiệu về dự án và căn hộ mẫu của dự án Cam Ranh Bay Hotel and Resort. Xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Hoàng Tú nhé. Thưa quý vị, dự án được đầu tư và phát triển bởi công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Cam Lâm với tổng quy mô diện tích là 13 hectare, tọa lạc ngay tại bãi dài Cam Ranh, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh được tạp chí National Geographic US bình chọn. Và dự án của chúng ta có một vị trí vô cùng chiến lược, một mặt là giáp biển và mặt còn lại nằm trên trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế Cam Ranh trong khoảng thời gian là 5 phút và mất 30 phút di chuyển ra trung tâm thành phố Nha Trang. Mang đậm phong cách Santorini, Cam Ranh Bay Hotel Resort với lối kiến trúc thiết kế vô cùng độc đáo, đẳng cấp và đầy sang trọng được quản lý vận hành bởi Salon Club, một trong những đơn vị quản lý vận hành về dịch vụ vui chơi giải trí hàng đầu Đông Nam Á, đã thành công với chuỗi Mia Resort Nha Trang, Mia Resort Mũi Né, Salon Club Nha Trang, Mia Sài Gòn và Santori Hồ Tràm. Khu vực căn hộ khách sạn được quản lý vận hành bởi đơn vị Vertu. Vertu là khách sạn đầu tiên của The Escort tại Việt Nam, một trong 6 chuỗi thương hiệu khách sạn của Thousia với 2 dự án lớn tại Việt Nam, Panorama Nha Trang và khu đô thị Sibuta Hà Nội. Căn hộ du lịch được quản lý vận hành bởi Somerset, là thành viên của The Escort Limited, thuộc chủ sở hữu của Capital Land. The Escort Limited có trụ sở chính đặt tại Singapore, là chủ sở hữu đồng thời cũng là nhà điều hành kinh doanh dịch vụ lưu trú lớn nhất thế giới. Các dự án của The Escort trải dài trên 170 thành phố lớn và hơn 30 quốc gia. Tại Việt Nam, The Escort là nhà tiên phong, chủ sở hữu, đồng thời cũng chính là nhà điều hành kinh doanh căn hộ dịch vụ quốc tế lớn nhất với 7.000 phòng tại 27 khu căn hộ dịch vụ ở Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Và Somerset là tòa nhà mang thương hiệu Somerset đầu tiên tại Cam Ranh. Một điều không thể bỏ qua tại dự án Cam Ranh Bay Hotel Resort đó chính là những căn hộ du lịch với 3 tầng hầm, 22 tầng nổi và 1 tầng rooftop. 696 căn hộ du lịch với 100% là view hướng biển. Tại khu vực tầng B2 đó chính là khu vực phục vụ cà phê, vườn thông tầng, khu vui chơi trẻ em và nhiều dịch vụ khác. Tại khu vực tầng B1 đó chính là khu vực tổ chức sự kiện với sức chứa 600 khách. Khu vực tầng 7 là một thác nước đổ từ tầng 7 xuống tầng 3 tạo nên điểm nhấn đặc biệt dành cho dự án. Đây cũng chính là khu vực dành cho gym và spa. Hồ bơi vô cực trên không với view hướng biển được bố trí tại tầng rooftop. Và tiếp theo xin được giới thiệu với tất cả quý vị trục tiện ích mang phong cách thiết kế Santorini, được tích hợp hơn 30 dịch vụ tiện ích dành cho du khách tại nơi đây. Đầu tiên là khu vực sảnh đón, được thiết kế một cách sang trọng và tinh tế. Tiếp theo là đồi cảnh quan Santorini, mang phong cách của Santorini Hy Lạp với mái vòm xanh, khung cửa sổ. Và ngoài ra, đây còn có cụm nhà hàng phục vụ các món ăn Hàn Quốc, Nhật Bản và các món Ý. Tiếp theo là khu vực cà phê dành cho du khách có thể tận hưởng và nhâm nhi một ly cà phê khi du lịch nghỉ dưỡng tại nơi đây. Công viên chủ đề được bố trí ở phía bên trên và phía dưới là khu vực dành cho gym và spa. Hồ bơi trung tâm, khu vực tắm nắng, khu vui chơi trẻ em, công viên cây xanh tạo nên một tổng thể hài hòa và những phút giây thư giãn trọn vẹn. Cụm nhà hàng ốc đảo Santorini được bố trí tại tầng hầm, phục vụ tất cả các món Á và Âu. Ở phía bên trên là khu vực vai bắp. Hồ cá heo sẽ phục vụ và biểu diễn nhạc nước. Mặt biển dài 250m phục vụ cho nhu cầu tắm biển, tắm nắng, du lịch biển dành cho du khách khi nghỉ dưỡng tại Cam Ranh Bay Hotel and Resort. Và ngay bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tham quan căn hộ mẫu một phòng ngủ được quản lý và vận hành bởi Somerset. Và thưa quý vị, chắc có lẽ điều ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy căn phòng ngày hôm nay đó chính là điểm nhấn đặc biệt, trần nhà được thiết kế theo hình cong,
tạo nên một không gian vô cùng thoáng đãng và độc đáo. Ngoài không gian thoáng đãng, tầm nhìn hướng biển ra, thì tất cả những thiết kế và nội thất ở phía bên trong nó vượt tiêu chuẩn của một căn hộ du lịch đẳng cấp 5 sao. Xin được giới thiệu, đây là bếp điện từ sóng âm và máy khử mùi, được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Thiết bị bồn rửa chén vô cùng cao cấp. Mini bar. Bàn làm việc được thiết kế và tích hợp một cách thông minh. Khu vực bàn ăn được bố trí một cách tinh tế và đầy sang trọng, tạo cảm giác cho một bữa ăn giống như tại chính gia đình của mình. Giường ngủ được thiết kế và sử dụng kích thước theo đúng tiêu chuẩn 5 sao, ngang 1m6 và dài 2m. Khu vực sofa được bố trí cạnh ban công, có tầm nhìn hướng biển và có thể ngắm bình minh cùng với người thân và bạn bè. Ban công rộng có kích thước từ 1,5m cho đến 2m, có tầm nhìn trực diện ra bãi dài cho một cảm giác thực sự thoải mái. Cửa được thiết kế theo hình dạng vòng cong, tạo điểm nhấn đặc biệt vô cùng độc đáo. Phòng vệ sinh bao gồm một bồn tắm jacuzzi có tầm nhìn hướng biển, tạo nên cảm giác thoải mái, có thể ngâm mình trong nước nóng và ngắm biển. Hai lavabo, một phòng tắm đứng, một phòng vệ sinh, sàn đá mài terrazzo. Tất cả những thiết bị trong phòng vệ sinh đều là thiết bị cao cấp đến từ thương hiệu Toto hoặc tương đương. Tiếp theo xin được giới thiệu với quý vị, đó chính là khu vực phòng thay đồ. Đây là khu vực để vali hoặc là giày dép, tủ quần áo. Và đây là khu vực giặt và sấy, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày của quý vị cùng với gia đình của mình. Căn hộ được trang bị và sử dụng ánh sáng vàng, tạo cảm giác ấm cúng. Smart TV phục vụ cho nhu cầu nghe nhạc, xem phim và giải trí. Tại dự án Cam Ranh Bay Hotel Resort, chủ đầu tư dành một chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi dành cho quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chỉ cần thanh toán trước 15% giá trị căn hộ là quý vị có thể sở hữu ngay những căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Santorini đầu tiên tại Việt Nam. Chủ đầu tư sẽ ứng trước 2 năm tiền thuê nhà tương đương 15% giá trị căn hộ, 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà, tặng 28 đêm nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao thuộc hệ thống. Ngoài ra, chủ đầu tư và ngân hàng NCB sẽ hỗ trợ quý vị khách hàng cho phương thức thanh toán. Và khi quý vị chúng ta sở hữu những dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Cam Ranh Bay Hotel and Resort sẽ nhận được cơ hội ưu đãi lên đến 4 tỷ đồng.